Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Phi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào quý vị và các bạn. Ở video này tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một vị thuốc lam rất quen thuộc đối với người dân nước ta. Đó là gai bồ kết. Nó có tác dụng điều trị ho, táo bón, sưng vú, kết lị rất hiệu quả. Cây bồ kết là một trong những vị thuốc lam có nhiều công dụng hiện nay ngoài dùng trong công nghiệp mỹ phẩm. Bồ kết còn là một vị thuốc lam được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu kỹ hơn về vị thuốc này. Cây bồ kết còn có tên là gạ tạo giác. Đây là một loài cây rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Gai bồ kết là vị thuốc quý có nhiều công dụng. Ngày bé chúng ta vẫn thường thấy các bà, các mẹ sử dụng bồ kết để gội đầu. Ngoài ra cây bồ kết còn được sử dụng làm thuốc để điều trị các chứng bệnh. Ở video này chúng tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về tác dụng của cây thuốc này. Khu vực phân bố, cây bồ kết mọc nhiều ở các tỉnh đồng bằng phía Bắc nước ta. Hầu hết ở mỗi gia đình, đồng quê, đồng bằng Bắc Bộ đều có trồng cây thuốc này. Lấy quả để gội đầu cho mượt tóc và đen tóc. Bộ phận dùng, y học cổ truyền cho rằng bộ phận của cây bồ kết là các vị thuốc. Quả bồ kết là tạo giác, hạt bồ kết gọi là tạo giác tử, gai bồ kết gọi là tạo giác thích. Cách chế biến và thu hái, quả bồ kết chín vào những thời gian từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm. Khi quả chín nó chuyển từ màu xanh sang màu đen, thấy quả có màu đen là ta có thể thu hái được. Gai bồ kết thì được thu hái quanh năm, thời điểm tốt nhất là từ tháng 11 đến tháng 3 hàng năm. Gai và quả khi hái về đem phơi khô, bảo quản trong bao kính dùng để làm thuốc. Thành phần hóa học trong quả bồ kết có rất nhiều hợp chất quý, điển hình là hợp chất sapolin, menperoidita, flavoloid và một số sapolin. Công dụng của gai bồ kết, mỗi bộ phận của cây bồ kết là một công dụng khác nhau. Quả bồ kết khi đốt cháy có vị cay mặn, tính ôn vào hai kinh phế và đại tràng, có tác dụng tiêu đầy bụng, tiêu đờm, giúp sáng mắt, ích tinh. Điều trị táo bón đều dùng, ngày dùng 1 gram, đốt cháy thành than, tán thành bột để uống. 2. Hạt bồ kết có vị cay, tính ôn, không độc, có tác dụng thông đại tiện. Bí kết chữa mụn nhọt, dùng với liều lượng 5-10 gram dưới dạng thuốc sắc. Gai bồ kết có vị cay, tính ôn, không độc, có tác dụng tiêu ung độc, làm xuống sữa, liều dùng từ 5-10 gram uống hàng ngày. Cách dùng và liều dùng của cây bồ kết. Điều trị bệnh ho, ngạt mũi, quả bồ kết 1 gram, đại táo 4 gram, quế chi 1 gram, sinh khương 1 gram, cam thảo 2 gram, nước 800ml, sắc còn 300ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Ngoài cách sắt uống, dân gian còn dùng bồ kết để đốt cháy rồi đem sông khói, bồ kết vào mũi để điều trị chứng nghẹt mũi rất hiệu quả. Điều trị bệnh răng, sâu răng, quả bồ kết lướng rồi đem tán nhỏ đắp vào chân răng. Trẻ con chốc đầu rụng tóc, quả bồ kết đốt ra than, tán nhỏ rửa sạch, vết chốc rồi đắp than bồ kết lên, điều trị bệnh kết lị. Hạt bồ kết sao vàng sắc uống hàng ngày với liều dùng là 5-10 gram một ngày. Phụ nữ sưng vú dùng gai bồ kết 40 gram, bạch phấn 4 gram, sắc nấy 700ml uống trong ngày, điều trị bệnh táo bón như sau. Dùng quả bồ kết đốt cháy, bỏ hạt tán thành dạng bột thật mịn, trộn với dầu ăn, thụt vào hậu môn, ngày làm từ 1-2 lần là đi cầu được. Mua bồ kết ở đâu, địa chỉ nào bán gai bồ kết? Cây bồ kết mọc nhiều ở các tỉnh phía Bắc, hiện nay chúng tôi đang thu gom gai bồ kết, quả bồ kết từ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Cây hoàn toàn được trồng từ dân dã nên rất sạch và an toàn để sử dụng làm thuốc. Quý vị có nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi, số điện thoại 0982957282. Hiện tại Thảo Dược Nguyễn Thi có cửa hàng toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.